Trong khuôn khổ hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Công Thương và Công ty Cổ phần sách Alpha vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác giới thiệu ra mắt cuốn sách Hội nhập Kinh tế Quốc tế và tọa đàm Sách Nhịp cầu Hội nhập và Phát triển. Đại diện Nhà xuất bản Công Thương cho biết, việc xây dựng tủ sách Hội nhập Kinh tế Quốc tế nhằm mục đích giúp độc giả, các nhà quản lý và đặc biệt là các doanh nghiệp hiểu rõ hơn những chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và quá trình tham gia đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA. Ngay sau lễ ra mắt tủ sách đã diễn ra tọa đàm Sách Nhịp cầu Hội nhập Phát triển với sự trao đổi chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung buổi tọa đàm xoay quanh vấn đề về sở hữu trí tuệ, đặc biệt bản quyền tác giả trong các hiệp định thương mại quốc tế, từ đó đánh giá những thuận lợi khó khăn trong việc xuất bản sách, thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Nhà xuất bản Công Thương và Công ty Cổ phần sách Alpha đã phối hợp xây dựng tủ sách với hơn 60 ấn phẩm về hội nhập kinh tế quốc tế, với những đầu sách đa dạng, phong phú trong các lĩnh vực với các chủ đề nhóm như là chính sách pháp luật, lãnh đạo và quản lý, marketing và bán hàng, khởi nghiệp, nền kinh tế 4.0, v.v.